Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay anh mình có đi đánh bắt về có được một con cá trình. Đây, để cho mình đó mình đưa qua cho cả nhà coi nha. Cái đây là mình ướp sẵn nhà rồi nha. Mình ướp là có sẻ nè, hành củ nè, ớt, tỏi. Rồi đây đường tiêu bột ngọt và xíu muối, rồi xíu đường. Cho nó dằn lại cái đường, nó sẽ dằn lại rồi một ít bột cà ri. Đó, và đây là mình ướp mình nấu cà ri nha. Là có vỏ nước dừa, đây là nước cốt dừa và đây là nước dừa. Rồi, nhớ bỏ xíu đậu phụng vô cho nó thơm thơm. Đó, bây giờ là mình ướp sẵn, là tại mình cầm ra đường rùm rè quá nên mình ướp sẵn cái này đây. Đây các bạn, đây. Thịt trắng này rất là ngon nha. Đó. Bữa nay mình đi đi lờ được con cá này nè, đừng tí máy lên cho mình luôn. Đó, để mình qua cho cả nhà coi nè. Đó. Rồi. Đây. Để cho các bạn đấy, cả nhà coi này. Đây, đó, cái dây đó nè, rồi thịt cái này. Đây là trứng nè. Rồi bây giờ mình nhóm lửa mình nhóm lửa mình đâm cà ri nha. Rồi bây giờ mình quay mình làm là lửa tự chế thôi. Đây. Rồi bây giờ mình bỏ cho mình teo nha. Giờ mình bỏ cho mình teo sơ, teo cho nó thơm lên. Phi cho nó thơm. Rồi luôn ở đó đây cả nhà. Ôi nó nóng quá. Mình ưng mấy cái xương xương trước nha, còn mấy cái này thịt thịt á. Đây nè, đây mình chấm bánh mì ăn, còn mấy cái thịt thịt thì mình nướng nha. Rồi, mình ưng vô đây đi. Quên, bỏ cái trứng vô ưng luôn, cho nướng hồi nó rớt trứng hết. Trở quay trở lại cho nó đều nha, cả nhà. Cả nhà thông cảm nha, tại vì đây gió quá. Chứ nếu mà ở nhà mình quay ở nhà là nó ngon rồi, nó sẽ săn hết các miếng thịt lại luôn là nó ngon rồi. Giờ nó cũng săn miếng thịt rồi nha cả nhà. Bây giờ mình chớ nước dừa cốt dừa nha, đây nước cốt dừa luôn nè. Đó, mình chớ lên. Đây. Chưa giờ hết rồi mà đã thấy cảm thấy đói bụng lắm rồi. Mình bỏ thêm nước dừa đây nha. Chắc mình phải bỏ thêm xíu bột cà ri rồi cho nó thơm thơm thêm xíu nữa, cho nãy mình bỏ ít quá. Ngoài đây gió quá rồi cả nhà ơi. Đây nước dừa xiêm luôn nha, mình xài toàn là nước dừa không luôn á. À, còn một xíu đó mình làm cái gì ta, không mình đổ vô luôn đi. Nhiều nước một xíu đổ nó mình chấm bánh mì nha. Rồi. Rồi. Còn còn mấy miếng này là đổ nó mình nướng nha. Đây. Đó, đổ nó mình nướng. Bây giờ cán cũng đã chín rồi, nó sôi rất là nhiều và rất là thơm nha cả nhà. Đây. Rất rất thơm và rất là ngon nha cả nhà. Nó thơm và rất là ngon nha. Đó, bây giờ mình gắp lên. Mình gắp lên là mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Rồi mình đỡ dĩ là mình nướng. Nó thơm dẻ mẹ luôn. Nó thơm là mình đói luôn á. Dù rằng trước khi ra đây mình đang mì gói rồi. Nước nó sệt lại này, đó cái này. Mình bỏ ra đây nha. Rồi. Đây. Rồi, giờ mình bỏ ngò lên nha, cho nó đẹp nha. Rớt cái đậu phộng lên đó nè. Rất hấp dẫn nha cả nhà. Rồi cái đây là mình ăn kèm với lại bánh mì nha. Mình đổ luôn xuống lửa luôn, mình nướng bánh mì rồi mình nướng ké nè, rồi mình đổ xuống lửa mình nướng bánh mì luôn nè. Đó. Rồi, ở đây là mình ăn là phải kèm theo ngổ nha cả nhà. Đây, mình phải kèm theo ngổ.
với lại yêu quế, là chủ yếu là ngồi yêu quế ăn cái này nó mới ngon nha. Đây cái này là mình ăn cái là xì dầu nha cả nhà, xì dầu này đó. Mời cả nhà cùng dùng bữa với mình nha, cùng ăn cái trình cà ri và cái trình nướng. Cô Lan, mời cô Lan đẹp gái. Mời cô Lan đẹp gái, đưa đây hút cho. Ăn bờ biển rất là lý tưởng nhưng mà gió quá gió. Đây cho cô Lan thích, là thích cô Lan thích gặm xương đó. Cái nước này mà chấm bánh mì là ngon lắm nha cả nhà. Đó, cái nước này mà chấm bánh mì là ngon lắm á. Thôi cả nhà cùng ăn nha. Nêm cho tâm linh cũng ngon ngựa. Cái không phải là đề đậu đòn mà. Thôi nước là số 1 luôn. Ngon quá. Chưa thử cá nó. Cho nãy giờ mình nơi mày mặn là nãy giờ ăn đòn rồi. Ăn chung với ngổ là yếu quế. Trình là cà ri với lại nóc nhím đồ, nấu cà ri là mình ăn chung với ngổ là yếu quế là ngon nhất. Còn nước chấm là mình ăn xì dầu nha, nó mới đúng bài của nó nha. Thơm ngon hơn thịt gà đúng không? Không biết làm cái nắp nếm, không làm cái nắp nếm, mình có quay cái nắp nếm, mình không biết làm cái nắp nếm. Quan trọng cái làm. Mình không biết lấy mật. Mà làm cái nắp nếm rất là lâu nha cả nhà. Thì là sợ cái mật của nó lắm. Ngày ốc mình ngày ốc ngon mà. Để dành cho ốc ngon trái nào đó. Giờ mình vô cái nè, vô ốc là vô nè, vô vô cái nè, cắn nè. Vô, đó. Cái nhỏ quên rồi cái gì đó. Vô ốc chăm chăm đi. Chăm chăm, xỉu. Mấy anh nhậu mà cái món này cũng phái ghê nè. Mấy chị nhậu hả? Món này cũng xong luôn. Phá mồi luôn, chưa kịp hết bia là hết mồi rồi. Mấy anh nào ở miền Tây mà về Nha Trang mà dẫn đi nhậu nha. Giờ này nghe nói mấy anh miền Tây nổi lắm. Uống bằng kiến không á. Về Nha Trang mà dẫn đứa bằng tô. Về nhà không có ly. Tô chảy luôn. Về nhà không có ly tô. Uống bằng tô. Nha Trang mà uống bằng tô chứ không uống bằng kiến. Nhà không có ly. Đôi lúc gái Nha Trang cũng nhậu dữ lắm á. Mời đi ăn. Nhậu say xuống tắm biển lên nhậu tiếp. Ủa mà chơi kè kè vô. Uống từng can gì đó. Uống mà không dám thở luôn kìa. Bẻ thấy vậy chứ, chứ thấy nhẹ nhàng bẻ. Cái này có hành củ bỏ vô đó, hành củ á, bây giờ không có hành củ mà có củ hành nè, bỏ vô đi nè. Bỏ đó, nước này giờ không có hành củ mà bỏ củ hành đi. Không cô vào ăn bún mới đi, bún mới bỏ lên cho nó. Đây lịch sự đi chơi không phải lịch sự, mấy dạng đi chơi mà lịch sự cho trai nó thương. Uống rượu mà thằng ca chịu đó, mấy dạng là đi chơi là phải lịch sự chứ không thôi là trai nó không có thương. Cho cái gì đó đi.
mình thử đi, mình thử đi. Mình làm thiệt miếng thôi. Đây là người đẹp. Người nửa miếng nè, đây đây đây. Cho người nửa miếng. Vô nè, vô nè. Giờ vô, vô, vô miếng ké nè. 1 2 3. Vô. Đó. Thật là trắng không ha? Trắng mà bạn thấy không có mùi gì tăng luôn. Giòn, béo, ngọt thật. Ngon thật. Lâu mới có nhưng không phải là có đâu mình thấy. Bên đây đâu ông anh, ông cho con đó đó. Cho xong rồi làm sẵn luôn á. Chiến đấu tới chỗ cuối cùng luôn này, để nó rồi chiến đấu. Chiến đấu luôn. Đây nha, cái dây ké của nó thì đó, còn ngon nha. Đây, đó, dây ké là cái chỗ này có mỏ nè. Béo lắm luôn á. Ăn cơm vậy cho 9 giờ, 10 giờ ăn tiếp. Cái đang ngủ với lại ý quế. Rồi ăn lịch sự, ráng đứa lịch sự qua, nếu không bỏ đũa. Riết không bỏ đũa luôn à. Ráng đũa. Nghĩ mà cô bị buồn ấy. Ráng đứa ở nhà thì mỹ nè. Thôi bây giờ cũng chiều rồi, mình ăn miếng này nữa đây, xong mình chèo cái nhà nha. Rồi, bây giờ chiến đấu cũng đã hết rồi, chứ còn như thế thôi. Mẹ no lắm rồi, cả nhà. Bây giờ cũng chiều rồi, nên bây giờ mình phải về thôi nha. Bây giờ mình chèo cả nhà và hẹn gặp lại cái nhà clip sau nha. Cả nhà nhớ like.